anh về anh luyện lại võ công. Đánh liều anh lèo qua cửa sổ, bắt cóc cô dâu đêm động phòng. Khoan, ai vừa giật điện thoại mình rồi? Tao chứ ai. Mày về Việt Nam, hôm nay cả tuần lễ tối ngày mày cứ ở trong buồng, mày bấm điện thoại suốt, mày làm sao mày thấy được vẻ đẹp quê hương mình. Hôm nay bà ba qua kiếm mày quá trời kìa. Đi qua bên kia thăm bà ba đi, hôm nay bắt kiếm mày đó. Ngày okay. nào qua cũng thấy mặt mày không. Cậu kêu con đi thôi. Hey, taxi. Có bị lú không? Ở đây giữa ruộng mà đâu ra taxi. Có trâu của mày gửi không? Buffalo á. Ê trâu, trả tao. Mấy đứa mới tới à? Rồi ra tập lại bài biểu diễn đi, chuẩn bị sắp tới biểu diễn rồi kìa. Nhanh đi nghe. Xong rồi chút nữa chúng ta tập lại. Hay quá cậu ơi. Công nhận. Trong khi nước ngoài người ta xài súng rồi, Việt Nam mình đánh võ vậy, bữa nào đem súng quả lẻ từng hàng chứ chết hết. Mà con nói thiệt với cậu, ở Việt Nam mình nghèo thật luôn. Đường xình lầy, con cửa trâu mà dơ cái ống quần luôn. Mà con nói thiệt, cậu đừng buồn. Cậu dòm từ trên xuống dưới nhà mình đi, chỗ nào cũng rách tùm lum, nấu cơm bằng củi, khói bụi, giết diêm son luôn à. Đó. Mà thêm cái nữa, đường á thì khó đi, đau chân lắm luôn. Con mang dài mà, hư dài con hết. Mà thấy công nhận điều, gái Việt Nam đẹp thiệt. Đó, quá trời luôn. Mà ngoài từ cái đó ra cái gì cũng xấu, mà mồm nói quê ngoại đẹp lắm. Con chả thấy cái gì đẹp. Vậy sau này cậu đừng kêu con về nha. Goodbye, see you again. Bay nói thì tao cũng chịu. Dân Việt Nam mình đúng là còn nghèo lắm. Nhưng mà người ta nghèo là nghèo tiền, nghèo bạc, chứ đâu có nghèo nhân, nghèo nghĩa. Đâu có nghèo mà tình làng nghĩa sớm đâu con. À, tao nhớ cái thời xưa á. Trời ơi, để có được những cái tấc đất này nè, không có phải là sướng cho con ơi. Bé đâu có biết lịch sử dân tộc mình nó như thế nào đâu. Đây nè, bé bảo là sình là lầy nè, nhưng bé có biết không, đây là thịt là xương của biết bao nhiêu thế hệ anh hùng đã ngã xuống. Nước bé đang uống á, nó không phải là nước, nó chính là mồ hôi, là nước mắt, là máu của biết bao nhiêu con người. Bé bây giờ sống sung sướng quá rồi, bé đâu có biết được cái chuyện đó. Tao nhớ ngày xưa ba tao nè, là ông ngoại của mày đó, là một người hoạt động cách mạng, mà hoạt động ngầm nữa. Trời ơi, quả đâu tới
bọn chiêu hồi nó chỉ điểm ông ngoại bay. Trong đêm á, chúng nó tiến vào nhà, chúng nó bắt ông ngoại bay ló ra giữa nhà kìa, nó đập, nó lấy bán súng nó đánh vào đầu, nó lấy dùi cui nó đánh. Trời ơi, máu máu đổ đỏ hết thân hình ba, ông ngoại tao. Bà ngoại mày á, bà ngoại mày chỉ biết ôm tao với má mày mà gào khóc thôi. Lúc đó tụi nó bắt ông ngoại mày lên xe rồi đưa về khám chí Hòa. Tụi nó vô đó tụi nó tra tấn giết hại ông ngoại mày trong đó. Đến bây giờ không có đồng đội nào, không có ai tìm được xác của ông ngoại mày đâu cả. Mày sung sướng quá rồi, mày đâu biết cái chuyện đó đâu. Lịch sử Việt Nam mình hư hết rồi, không còn gì nữa rồi. Thế hệ tụi bay đạp đổ hết công sức của ông cha rồi. Như vậy thôi cậu, cho con xin lỗi đi. Bay đừng có nói những lời xin lỗi xuông. Con lại đây. Lại đây. Tao mới viết xong cái bức này nè. Tao kêu mày á, mai mốt mày đem về bển á cho mẹ với cha mày coi đi, để ở giữa nhà mà coi. Thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn sáng mắt ông cha không thờ. Con mắt mày còn sáng đó, nhưng tâm của mày á đuôi mù hết rồi. Dân tộc của mình bao nhiêu người đã ngã xuống. Thầy dặn mấy con nha, dân ta phải biết xử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Bao nhiêu người đã ngã xuống để dựng nên dáng hình đất nước ngày hôm nay mà bây giờ tụi bay quên rồi, bay quên hết rồi, bay đâu còn nhớ gì nữa. Những người chiến sĩ ấy tuy là đã hy sinh đó, nhưng họ không chết, họ còn đó, còn nằm lại trên đất mẹ, còn đi theo dáng hình của đất nước. Họ chỉ thật sự chết đi khi chính chúng ta, những thế hệ trẻ sau này chỉ biết cắm đầu vào điện thoại, cắm đầu vào mạng internet mà quên đi công sức, quên đi sự hy sinh của họ. Lúc đó họ mới thật sự là những người đã ngã xuống. Mấy đứa nhớ rõ chưa? Nhớ rõ chưa?